Kính thưa quý vị, đợt interview thu được hơn 1 triệu Mỹ Kim. Hãng phim Sony Pictures cho biết họ đã thu về hơn 1 triệu Mỹ Kim tại các phòng vé trong buổi công chiếu có giới hạn bộ phim hài The Interview, cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm. Khoảng 320 rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ, khoảng 10% số rạp dự kiến lúc ban đầu đã trình chiếu bộ phim này vào ngày thứ Năm, một tuần sau khi Sony hủy phát hành phim do những lời đe dọa tấn công bạo lực. Giám đốc phân phối của Sony là Rory Brewer nói trong một văn bản rằng, xét đến hoàn cảnh hết sức khó khăn, Sony rất cảm kích những người đã đi xem The Interview ngày đầu tiên bộ phim ra rạp. The Interview là câu chuyện hư cấu về hai nhà báo người Hoa Kỳ được cơ quan tình báo trung ương CIA tuyển mộ để ám sát nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Chánh Ân. Bình Nhưỡng lên án bộ phim này và Sony đã hủy kế hoạch phát hành phim vào tuần trước. Sau một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào mạng máy tính của công ty và sau những lời hăm dọa của một nhóm tin tặc nói sẽ tấn công bạo lực vào những rạp chiếu phim. Vào ngày thứ Tư, hãng phim đã cho phát hành bộ phim này trên trực tuyến thông qua Google Inc, YouTube và Google Play, Microsoft Corp, Xbox và trên trang mạng riêng của Sony.